giới thiệu với các bạn con chờ lực gym thương hiệu của Panasonic. Những form này dành cho các ông bà mẹ là hợp lý, nhẹ nhàng, gọn gàng. Màu này giống như màu đỏ mận quá, đỏ đô, đỏ mận. Đèn zin Panasonic 6 led sáng cực kỳ. Vỏ ruột zin của Panasonic. Niềng thép không rỉ. Và cầm inox đùm trước càng không nhôm. Con này là còn nước sơn zin luôn nha các bạn. Chày cũng tương đối ít thôi chứ không có nhiều. Nước sơn con này cũng còn tương đối khá. Gian đầu nhựa. Cốt này nó bằng nhôm, các bạn có thể tăng chỉnh chiều cao được của người sử dụng ở đây. Cao đó các bạn cứ nâng và hạ. Ba gà inox, dè inox. Các bạn cái chất liệu của nó cứ xịn chứ nó kinh khủng lắm. Nó bền. Giới thiệu các bạn CJ này nó sẽ liên kết với phần cổ. Khi các bạn chống chống đứng lên là tự động nó sẽ khóa cổ lại. Khi các bạn dắt chiếc xe đi, đá chống dắt xe đi thì dàn trên nó sẽ mở cổ cho các bạn. Khóa cổ này để làm gì? Để khi chợ đi bú lên nó khóa. Muốn khóa nó các bạn phải nhấn đến các bạn mới lấy được cục pin. Cục pin dung lượng của nó trung bình một cục tăng 25 cây. Và mình nói thật chứ đừng có buồn, các bạn chỉ thích cái ngọt, các bạn chỉ thích mình còn có trách nhiệm bảo hành. Áo tôi cục cái xe này đi 30-35 cây, tôi chạy mới có 20-25 cây nó hết rồi. Bởi vậy đừng bao giờ, mình là không bao giờ có vụ đó. 8 ampe này đi khoảng tầm 20-25 cây là maximum, đâu có vụ 30-35 cây, không có vụ đó nha các bạn. Và bán cái gì cũng vậy, mình sẽ không bao giờ bảo hành. Về vấn đề km, lý do là mình sẽ giải thích sao. Giò nhôm, bàn đạp zin của Panasonic, lọc máy nhôm và kèm theo cục pin là một đế sạc điện 110 sử dụng được nó. Và lưu ý là phải qua biến áp để không bị cháy sạc.
Rồi có thêm một cái trường hợp vậy nữa. Bán bình thường bán 2 đồng. Hôm nay bán đồng rưỡi. Tôi sạc rời. Chẳng thấy đồng người bán người mua. Qua bên mình mua cục sạc. Mình đã gặp và mình nói rõ ràng chiếc xe sẽ gồm một cục pin và một đế sạc zin theo xe. Giá sẽ là 2 đồng. Rõ ràng. Không có vụ đồng rưỡi ngắt cái gì trong xe ra hết là không có. Một chiếc xe, một đế sạc là đi theo phần xe. Cặp te. Zin. Sợi dây sơn và trong đây là bộ tăng sơn tự động nha. Bên đây vẫn đầy giò nhôm và bàn đạp zin. Chạy. Nhưng mà được cái màu đỏ nó cũng đỡ hơn. Thường màu trắng là nó thấy rõ lắm, những cái màu sáng thấy rõ ghê lắm. Bắt buộc phải dặm là lý do là vậy. Thứ nhất thứ hai nó đồ nó còn sáng. Mình sẽ test cái phần trợ lực là gì. Cũng như bao chiếc xe khác thôi. Căn bản khi không mở điện đóm gì hết. Không điện đóm thôi. Tôi vẫn nằm chiếc xe đạp. Cái độ số 2. Thì số 2 là trung bình. Một chân nhẹ. Các bạn trả cho số 1. Chân các bạn ở nhẹ hẳn. Đạp thiếu điều đạp thiếu điều là không cảm giác. Đi chế độ số 1 này là để leo dốc. Chở tải. Đi là cực kỳ sướng. Hay là ông bà mà chân đau quá thì đi số 1 này. Rồi, xe chậm quá, ngưng chân cả. Lắc lắc. Chút còn hơn. Số. Số 2. Còn muốn sang số 3, ngưng cái chân cả. Lắc vào số 3. Là chân nặng nhất. 3 số cho 3 tốc độ là nó. Đừng có hiểu lầm là trợ lực. Nó đâu phải trợ lực. Nó là phần sang số của bạn. Nặng như vậy em chân. Nhưng mà thời điểm này là sẽ chạy nhanh được nha các bạn. Đi tốc độ nhanh được. Trả về số 2. Số 2 là cái số trung bình. Mình sẽ leo vào cái đám cỏ này. Các bạn thấy cả một vấn đề. Khi sẽ đặt mình. Leo không nổi. Số 2 các bạn lưu ý phần số 2 là cái phần số lấy mình leo không nổi ha. Bắt đầu mình mở điện coi nó khác biệt điều gì. Hai nút tăng và giảm trợ lực. Đây là cục pin và nó sẽ báo pin đầy, trung bình và yếu. Lo đi sạc. Đèn trước. Rồi, mình sẽ test lại cái phần trợ lực là gì để cho các bạn hiểu. Nãy số 2 là nổ đúng không? Để trước tiên trợ lực là gì? Trợ lực là khi các bạn dùng lực lực nhấn bằng đạp, bạn búng bạn đi, làm cho cái máy tuồn chân mình, cho mình tốn sức với nó, gọi là trợ lực. Bạn hãy với cái một lực nhấn, một nhấn của mình thôi mà đi khoảng 50-60 mét chưa hề đạp tiếp. Làm lại tự động lên đi. Và hồi nãy là cỏ là leo không được đúng không? Giờ mình sẽ leo cỏ lên cho các bạn đây. Lúc này thì những bãi cỏ này không là gì hết, giống như mình leo dốc thôi. Trở nặng leo dốc là tuyệt vời những con trợ lực như vậy. Các bạn thấy mình đạp rất nhẹ nhàng.
những cái bãi cỏ rất là dày. Ui, tuột. Máy đẩy mình đi. Ui, bật cào quá. Hết rồi. Nhấn. À, một cú nhấn thôi. Khi mà chớn. Đối trung bình bây giờ thì nó chớn nhẹ như heo. Quá nhẹ. Đạp nặng đạp nhẹ. Phần trợ lực máy là cho các bạn độ đẩy, đẩy mạnh đẩy nhẹ là do nó. Các bạn phải lưu ý phần đó. Mình phối hợp giữa hai bên cho hợp lý. Các bạn phối hợp hai bên cho hợp lý. Độ chân chung. Độ đẩy mạnh nhất. Lúc này sẽ đi tốc độ nhanh, bởi vậy trả số 2 về thì bên đây trả về số 2 thì nó sẽ hợp lý. Và nó cũng tùy thuộc vào cái người sử dụng, chân của họ, chân của mình bao nhiêu, bao ít, khỏe hay không, còn nhiều. Và mình chỉ căn bản là như vậy thôi. Số điện thoại là 0909 77 54 45. Các bạn add Zalo, tôi vẫn